do cả nó thiếu cái này, yeah. thiếu cát đá xi măng rồi xây cái nền này để nó bị sụp, mưa lâu ngày nó sạt lở nó rất là nguy hiểm, nó sẽ đè những cái người ta khách tham quan đó, nó sẽ là dễ bị đè bất tử lắm, mình không biết được, nên thầy đem cái tấm lòng của thầy, những cái sở nguyện của thầy mong quý Phật tử và tất cả những mạnh thường quân gần xa nó ủng hộ thầy về cái kinh phí để xây dựng lại những cái dòng thành của ngôi chùa đựng vào những cái mùa mưa tới, đừng để cho các lá đá nó sụp đổ để nó ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân lên. Dạ. Xuống từ từ nha. Dạ dạ. Và đi kế đi với Tiên. Cái Tiên hôm nay được đi núi Sam nha. Thì anh em đi cũng có dắt bé Tiên theo. Tiên bé Mai luôn. Đi từ từ. Phật tử đến đây để mà quay một đoạn quy giáo về cái chủ đề gọi là nó phụng sự và cúng dường hay là giúp đỡ bên cái ngôi tam bảo của cái vườn tịnh tu nơi đây của thầy. Xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có đến là vườn tịnh tu, cũng là tỉnh Thác Dư Âm ở núi Sam, đến để thăm thầy và lại Phật. Bên cạnh đó là có Mai là cô gái một tay cùng với bé Tiên và anh Huyện TV, bốn anh em chú cháu đến đây để quay video rồi sau đó cũng quay một đoạn video ở trong tỉnh Thất cũng như gặp gỡ thầy ở đây. Thì mời khán giả cùng theo dõi một đoạn video của Lê Thanh nha. Dạ thầy khỏe à? Dạ. À, hôm nay cũng có dắt mấy anh em đến đây sẵn lại Phật rồi sau đó cũng thăm thầy luôn. Dạ. Thì mình đi vào bên trong luôn đi thầy ơi. À, đi thì đây là hướng đi lên chánh điện. Dạ. Cái pháp danh của thầy là Hoàng Pháp phải không? Thiện Pháp. À. Thầy anh cũng nhớ mãi. Cái này mình gọi là tỉnh Thất hay gọi là chùa thầy? Ừ, cái này gọi là tỉnh Thất. À, tỉnh Thất ha. Để lại là vườn tịnh tu. Dạ. Yeah. Rồi cho Lê Thanh gắn một cái miếc ở đây nè. Thì hôm nay Lê Thanh cũng trở lại nơi đây. Ủa cái này có sơn lại không thầy? Sơn lại á, bởi Lê Thanh nhìn thấy lạ quá nè. Đây thì đi vào bên trong thì có một cái cảnh rất là đẹp. À, bên cạnh đó có Phật. À đây là Phật Thích Ca không thầy? Thích Ca. À, Phật Thích Ca không thầy? À, ở đây là Niết Bàn hay gì nè? Ừ, đây là nơi Phật hành đạo. Dạ. Cái khuôn viên này đó là nó sử tích ngày xưa Đức Phật á, giác ngộ á. Dạ. Cái lúc ông ngồi thiền ngay chỗ cái dòng sông Ly Niên. Dạ. Cái đó là gọi sông gì thầy? Sông Ly Niên. Sông Ly... Bên bờ sông Ly Niên á. À, Ly Niên. Cây Bồ Đề đó. Dạ. Rồi khi này, lúc này ngài ngồi ngay chỗ cây Bồ Đề này là 49 ngày, lúc 2 giờ sáng ngày mùng 8 ngày đạt đến đấng giác ngộ. Yeah. Là bên bờ sông Ly Niên, là cái này, cái khung cảnh này là tượng trưng cho cái lịch sử của cái ngày, cái đêm mà quyền diệu của ngài, ngài giác ngộ chư yeah. Phật. Thì nay trở lại nơi đây cũng có ở chỗ này cũng khác rồi nè thầy, lúc đó nhớ Lê Thanh đi lại đây thì đây hồi xưa nó nhớ xưa nhỏ. Thì cái này là mình mới làm lại với cái tiền hỗ trợ lúc trước á. Dạ. Bên cái quỹ từ thiện của chú Thanh á. Dạ. Thầy làm bên điện rồi còn dư cái thầy làm thêm cái vấn đề nữa, với thầy làm thêm cái cổng á. Dạ. Ngày xưa thì mình chạy bên cổng này. Dạ. Còn bây giờ thầy mở cái mở cổng kia. Ủa mình đi xuống đường này luôn hả thầy? Đường bên không? Đường kia hả? Ừ. Vì là mình đi xuống qua phong cảnh kia. Bên kia có phong cảnh cái, rất là đẹp. Cái chủ yếu lên đây là thầy kêu dạ. gọi quý Phật tử á. À, lấy đây cho thầy Phật tử cái sàn này. Ừ. Yeah. Vì cái sàn này chưa có đủ tiền đó. Dạ. Yeah. Ừ, bởi còn lỡ dở hả thầy? Còn lỡ dở. Rồi lót gạch đồ lại chứ cái này nó bị. Cái này mình lót bằng bằng cái gì bê đó? Bê tông nhẹ đó chứ. À bê tông nhẹ. Ừ. Đúng rồi. Một tấm gì nhiêu tiền nữa thầy? Nó nhiều dạng lắm, cái này nó mắc nhất là 700 mấy. 700 mấy. Ừ, còn cái rẻ nhất là 400 mấy. Nếu mà lót cái đó còn khoảng 2 tấm nữa ha. 3 tấm. 3 tấm ha. Hiện tại nó lỡ cỡ. Yeah. Tại vì ba tấm này nè. Yeah. Ba tấm thì nó hơi dư một chút, còn hai tấm thì nó thiếu một chút.
như hết kinh phí làm ha. Hết kinh phí. À, cho nên làm lễ dở. Làm lễ dở. Dạ, bây giờ thôi mình đi xuống đây luôn đi. Đi bên đó. Thì bên cạnh đó cũng có bé Tiên đi theo. À, được không ai? Đi từ từ. Mình mang dép này hả thầy? Ừ, mang dép này. Ừ, rồi mang dép này đi. À. Ừ. Cái nơi này là chỗ thầy Ngữ ha? Ừ, nơi này thầy Tịnh. À, thầy Tịnh ha. Còn bên đây? Bên đây của phòng khách. Phòng khách. Cũng làm lỡ dở, cũng chưa có cửa. Ờ, à, vậy đó hả? Đâu? Rồi cũng có dách nên lấy màn che đỡ. À. Đây được mấy phòng thầy? Ba phòng. Ba phòng ha. Ừ. Chưa ngày lễ đâu có chỗ người ta ngủ đâu. Dạ. Thì khi mà Lê Thanh đến đây cũng được biết thì tỉnh thất của thầy đang thiếu thốn về đồng ngân, cho nên còn lỡ dở rất là nhiều. Thì Lê Thanh muốn đến đây để quay lên chia sẻ cho Phật tử. Nếu có muốn gieo duyên với Phật thì cứ đến đây để cúng dường cũng như là để trợ duyên cho thầy, để thầy để làm những cái phần sự để cho bà con đến đây. Một phòng mình dựng ngang mà cũng dở. Dạ. Kinh phí. Dạ, có nhiều làm nhiều. Nếu mà Phật tử có trợ duyên thì mình làm tiếp đó thầy. Như mà cái tường còn vách đá nữa xuống cấp đó. Dạ. Nó bị chống chân nữa đó. Mình xây dựng để nó sạt lở, sạt xuống núi. Để bên đây thì thầy mới làm xong rồi. Mấy cái chỗ điện ngày xưa là giờ có sáng lên hả thầy? Sáng rồi. Sáng quá đêm hết luôn. Dạ, cũng đi hết trơn dàn điện lại luôn. Cũng lâu lắm rồi, Lê Thanh cũng chưa có đến đây. Hôm nay cũng đến đây để thăm thầy, sao bên cạnh đó được biết thêm một số việc là ở tỉnh thất đang thiếu thốn về đồng ngân. Cho nên hy vọng này cái clip này đưa lên, nếu mà các Phật tử có duyên đó, chúng ta cứ... Mình thiếu cái mà kinh phí bên vật tư đó, xin làm cho mình xây á. Yeah. Mình xây cái nền nó để đá nó sụp xuống, trời mưa đó. Dạ. Trời mưa cái đá nó, rồi cát rồi nó chạy lâu năm cái nó sẽ rớt xuống, rất là nguy hiểm đó. Cho nên mình mới kêu gọi Phật tử đâu, các nhà hảo tâm đó, hỗ trợ về kinh phí, về gạch, cát, đá, xi măng đó. Dạ. Thì mình xây chặn cái nền đó lại. Dạ. Mời quý vị đi lên cái nền được xin. Đây là chỗ nấu ăn nè. Chỗ nấu ăn. Rất là gọn nha. gọn tiện lợi. Ô, phong cảnh đây đẹp quá thầy ơi. Phải nhìn xuống ở dưới kia là cái hướng ngoài đây là đó thành phố Châu Đốc đó khán giả. Đó là chùa Bà. Rồi ở bên đây là cái hướng chùa Bà. Chùa Bà, chỗ cáp treo, thấy cáp treo luôn nè. Ồ mát quá. Chùa Tây An. Đây, còn bên đây là chùa Tây An. Dạ, chùa Tây An là chùa Bà. Chùa Tây An là cái màu trắng. Dạ. Còn chùa Bà là màu xanh. Dạ, đây. Thầy Thanh quay thấy rõ luôn nè. Còn ngoài đây là cái màu xanh đó là cái nhà thi đấu. Yeah. Ừ, còn cái ngói đỏ đó là chùa Bình Đạo. Yeah. Còn cái đó là cổng chào đó. Còn là cái cổng chào là cái hình búp sen á. Yeah, nhìn thấy luôn ha. Giấc tối nó đẹp lắm. Yeah. Nó lên đẹp. Thì đứng ở phía đây mà quay xuống đẹp cho giấc chiều mát nữa. Mát. Giờ mình theo chân thầy. Ừ, thầy mời quý vị. Thầy đi phát để lên quay. Những chỗ mà còn lỡ dở đó khán giả. Thì Lê Thanh sẽ làm một cái nhịp cầu nói. Thì chút nữa Lê Thanh sẽ đọc rõ cái địa chỉ ở nơi thầy đây luôn. Đây cũng là cái cầu thang để đi lên cái nền. Đang đỡ để gì đó thầy, chưa có làm gì được đâu hả? Không làm gì được. Có này phải có xi măng nữa mới được. Giờ có gạch không à? Gạch không, không có cát, không có xi măng. Giờ để đỡ gì chứ đâu có cầu thang. Có những nơi tỉnh thất hoặc là chùa ở nằm ở phía bên đây thì ít có Phật tử tới, cho nên cũng còn thiếu thốn rất là nhiều. Cái nền này. Ồ, chỗ này rất là lâu rồi mà chưa có làm được. Chưa làm được. Mới làm được cái mặt bằng thôi nè. Mới dọn mặt bằng. Dạ. Đây chỉ mới làm được mặt bằng thôi mà chưa có cắt lên cái thắt. Cái này là tính nữa cắt thắt hả thầy? Cắt cái thắt đó thầy tu thầy ẩn ở trên đây. Còn ở dưới đó thì để cho Phật tử với đệ tử. Dạ. Thầy lên đây thầy ẩn danh trên này. Đó thì có mấy cái bóng đèn điện với cây cột điện đó. Trước đây thì Mạnh Thường Quân
kéo dài xuống. Dạ, đó, cục điện bên đây luôn nè khán giả. Kéo dài xuống. Lê Thành cũng lâu quá không có nhớ tên, thì Mạnh Thường Quân nếu mà coi được cái clip này có là biết à. Có Mạnh Thường Quân trợ viên điện sáng ở đây nè. Cái chu vi ở đây rộng không thầy, bao nhiêu mét vậy? Đi đến hết đây là 1.200 mét vuông. 1.200 mét từ ngoài đó, cái bọc lên đó một dạ, dài cái này hơn công đất nha. 1.200 mét vuông. Chắc chưa mà lên đây ngồi rất mát chứ à. Đang sửa soạn tới đặng chào đón năm Mậu Thìn. Dạ. Tức là năm 2024. Dạ. Thì hôm nay là cũng là tháng 10 rồi, vài bữa nữa là cũng gần tháng 10 rồi. Dạ. Cũng sắp bước vào Mậu Thìn rồi, thầy với đệ tử đồ xúm dọn dẹp cho nó tươm tắt lại chút xíu. Dạ. Đặng chuẩn bị đón Phật tử về mà đảnh lễ Phật vào cái dịp Tết Mậu Thìn. Như lại do cả nó thiếu cái này. Yeah. Thiếu cát đá xi măng rồi xây cái nền này để nó bị sụp. Mưa lâu ngày nó sạt lở, nó rất là nguy hiểm. Nó sẽ đè những cái người ta khách tham quan đó. Nó sẽ là dễ bị đè bất tử đó. Mình không biết được. Nên thầy đem cái tấm lòng của thầy, những cái sở nguyện của thầy mong quý Phật tử và tất cả những mạnh thường quân gần xa đã ủng hộ thầy về cái kinh phí để xây dựng lại những cái dòng thành của ngôi chùa đặng vào những cái mùa mưa tới, đừng để cho các lá đá nó sụp đổ để nó ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân này. Dạ. Rồi mời quý vị đi xuống. Dạ, xuống phía dưới. Xuống đường cũ. Xuống đường cũ. Dạ. Thầy đi trước đi. Xuống từ từ. Ừ, xuống từ từ nha. Dạ dạ. Rồi đi kế đi với Tiên. Cái Tiên hôm nay được đi núi Sam nha. Thì anh em đi cũng có dắt bé Tiên theo. Bé Tiên bé Mai luôn. Đi từ từ. Bé Lê Thanh luôn. Sao thấy cảnh này đẹp không bé Tiên? Ừ. Xin chị Mai hả? Mai xuống được không? Đây, dạ. Yeah. Từ từ. Thì bé tay con cầm máy rồi. Các chiều ở đây mát lắm. Buổi chiều ở đây mà nhâm nhi một ly trà ngắm cảnh thì còn vàng. Đây là thì có nhiều khán giả như Mạnh Thường Quân Phật tử, nhiều khi thích hoàn cảnh khổ thì giúp hoàn cảnh khổ. Có nhiều Phật tử cũng rất là thích giúp chùa chiền hay là tỉnh thất đang thiếu thốn. Thì Lê Thanh sẽ làm nhịp cầu nói cho. Cái địa chỉ ở chỗ này là chính xác luôn, là đi đến đây là đọc như sao thầy? Chính xác là ở đây là địa chỉ đây gọi là ngày xưa đó. Dạ. Là tên là Dừng Tỉnh Thất Diệu Âm. Dạ. Nhưng sau này sư bà viên tịch rồi đó, là 5-6 năm nay là thầy mới đổi lại đó là Vườn Tịnh Tu. Dạ. Nhưng mà vẫn còn cái danh tiếng là Tỉnh Thất Diệu Âm. Nên mỗi khi quý Phật tử mà có liên lạc hay mà đến chùa lễ bái Phật thì theo cái địa chỉ đó là tổ 20, khóm Bỉnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Cái cặn kẽ hơn đó là ở nơi đây là người ta kêu bằng là cổng Hầm Trì. Nó gần chỗ chùa Tây An. Đây là gọi là cổng Hầm Trì. Cổng đây, Hầm Trì đang ở dưới đây nè. Cái này là Hầm Trì. Hầm Trì trong đây nè, trong đây có cái hang chống hả thầy? Ở đây có cái hang đó, cái đường vô cái hang đi xuyên qua bên núi. Xuyên luôn. Xuyên qua bên kia. Bên kia là cái khu quân đội. À. Cái Hầm Trì là ngày xưa ở đây là đất á. Đất là đất lại gì nè. Nó là một cái đất lại giống như là cái chân núi. Nhưng do cái người ta nó giật đá trong đây, trong đá nó có chì trong đó. Trong cục đá của mình gì nè, cái người ta phan lỗ, cái người ta nổ ra cái chì nằm trong đá, cái người ta lấy đá ra. Hồi đó là bên Nhật nó qua lấy. Rồi sau thời gian người Việt Nam mình mới giành lại. Giành lại rồi sau đây khoảng cỡ trước năm 2000, năm chín mấy đó, rồi bắt đầu mấy quân sự ở thành phố Châu Đốc mới giành lại cái nơi đây làm căn cứ quân sự. Cho nên ở nơi đây nó gọi là cổng Hầm Trì. Đó là cái địa danh. Yeah. Lịch sử dân tộc. Đi xuống nữa hả? Chỗ khác không? Thôi chỗ này nè. Thì vòng vòng đây có 2-3 chỗ. Cái chỗ dưới này là để làm cái gì thầy?
đây là mình để tịnh hay sao? Đây đây đó, ngày xưa đó, năm một năm 2016 đó, cái nơi đây là nó là cái nơi dịch thẩm. Dạ. Yeah. Nó dịch thẩm. Đây là cái dách này. Cái dách này là thầy mới xây dựng lại để là đá nó sạc cái nền. Thầy mới xây dựng lại, hồi xưa ở đây là dách thẩm. Và cái nơi đây là hồi xưa là cái liêu chanh thầy che bằng lá. Lá mà bánh uống á, cái liêu chanh bánh uống bằng lá mà bốn góc vuông á. Là thầy tịnh tu dưới này. Thầy tịnh tu và thầy khai tự cái bàn tay của thầy, thầy khai nên cái mặt bằng này. Ngày xưa nó là dịch thẩm. Yeah. Rồi thầy mới lấy đá ở trên đó, rồi ở ngoài trước. Thầy ghi vô đây là trong vòng là thầy làm là 3 năm nó được cái mặt bằng này. Là tự thầy tạo. À, tự tay thầy làm chứ không có cần máy móc hả thầy? Không phải máy móc. Rồi đá bự này thì thầy lấy búa, thầy lấy búa thầy kinh ra. Thầy ơi, ở đây có những cục đá này là ở đây luôn hay là ở đâu đưa lại thầy? Cục đá đẹp đây, quá đây, nè. Đây đá trắng này là thầy, bên dồi đá trắng bên kia, thầy bên kia thầy xin về. Thấy đẹp ha. Ở bên khu bên kia, nguyên cái núi Sam nó chỉ có một bãi đá trắng này thôi. Còn đây cũng là cái kỷ niệm của thầy tu tập đến đây. Dạ, đá trắng thôi. Bây giờ thì thật nó đặt lại cái nơi đây gọi là cái vườn thiền. Dạ. Tức là ngày xưa thầy tu thiền ở đây nè. Dạ. Cho nên thầy đem cái tượng này, thầy ấn định ở đây, cái chữ định của thầy ngày xưa. Dạ, Lê Thanh thấy có bức hình này giống thầy quá nè. Ừ, có thầy ngày xưa đó. À, hồi xưa đó ha. Năm 2017. Dạ. Cái những cái điều trên đây là có ý nghĩa gì vậy thầy? Đó, ý nghĩa là nhắc nhở Phật tử mình tu theo những cái điều lệ đó. Yeah. Nó giống như một cái thanh quy á, để cho người Phật tử mình hiểu đúng về cái pháp mình đi vô chùa mình tu á, để nó thuận hành hơn trong cuộc sống. Thầy chồng. Yeah. Ngày xưa ở đây là đá không à, đá lởm chởm á, rồi thầy mới đập đá bự thành đá nhỏ, rồi bắt đầu thầy mới sắp, rồi thầy mới lấy cái cát núi á, thầy hốt cát núi ở đây ở kia, rồi góc này góc nọ thì mới chàm mà cái mặt bằng. Thì cái này cũng là một cái điều kiện mà cũng từ cái đồng động ngăn của Phật và cái tịnh tài của Phật tử của chú Thanh được hởm của Phượng Dương, thì mua mấy bao đi nè, xi măng cát đá thì làm đường này. Rồi, mỗi lần Lê Thanh cũng nhận tiền của Phật tử mà đi đến đây, Lê Thanh vui lắm, trong lòng nó vui. Mấy cây cột điện nè. Dạ. Mà cũng nó hết xi măng á, rồi mình không có đổ trụ được. Đây, rồi nó bị nghiêng ngã, bị nghiêng ngã. Cái đó điện năng lượng hay là điện? Điện dây của mình. À, dây dưới lạnh à? Dạ, dây này. Dạ, dạ. Cái thanh tưởng không thấy dây cho nên tưởng đâu là năng lượng. Đúng rồi, ở đây thầy cái trúc này là thầy lấy ở trên đỉnh núi về thì trồng. Ờ. Trúc. Này là cái trúc. Bởi... chữ thì nó ba cái này nó xuống cấp nè. Dạ. Nó sẽ sạc nguyên cái nền mình xuống. Ồ. Muốn nghiêng luôn. Muốn nghiêng. Dạ. Nó chống chừng hết, cho nên bây giờ mình cần cái tịnh tài đó. Dạ. Mình xây đó nó chống chừng luôn đó. Bởi nó xuống cấp, tường nó xuống cấp hết rồi. Đang cũng kêu gọi Phật tử mình mua sơn rồi đó. Dạ. Mua sơn lại cái dòng thành này xây dựng lại để qua mùa mưa năm sau là nó sẽ xuống cấp. Ừ. Cho nên mình phải chuẩn bị trong cái thời điểm này, đây tới Tết và tới tháng 3, tháng 4 năm sau là nó không có mưa. Cho nên mình cái tiện bề mình xây dựng, mình sửa chữa. Để tới tháng 4 năm sau là vô mùa mưa là khó xây dựng lắm. Tại mình làm ở ngoài nắng mà trời. Mình mời mình đi lên đường này. Dạ, được. Thầy đi trước đây thầy. Ừ. Ừ, đường này lên cũng được, cái này thầy cũng mới mở. Lối vào chánh điện. Sao thấy ổn không? Ổn Tiên? Dạ. Ổn không? Dạ. Ổn ha. Thì sao cảm giác đi đến đây sao cho chú biết rồi? Vui hả? Thường thường đi lấy chỉ tới chỗ đông mới vui mà, thì sao tới chỗ ít người lại vui? Có thể cho con đi hết cái cầu thang này mình rồi đi ngồi ngồi chơi. Ngồi với thầy chơi đi. Lâu mới đến đây, có duyên mới đến nơi này chứ không có duyên là không đến được đâu. Dạ.
Lê Thanh chắc cũng có duyên nhiều lần. Đây là lần đầu tiên mình đến đây. Cũng là lần đầu tiên mới được đơn giản. Thầy cũng còn trẻ tuổi lắm á. Ngày nay 39. À, vậy là bằng tuổi Lê Thanh đó. Rồi mai ngồi gần thầy đi đó. Tiên. Tiên. Thì trong hay lộn tên á. Thì thôi thì hôm nay cũng có đủ cái nhân viên lành, cũng có nhiều anh chị em Phật tử đến đây để mà quay một đoạn quy giáo về cái chủ đề gọi là nó phụng sự và cúng dường hay là giúp đỡ bên cái ngôi tam bảo của cái vườn tịnh tu nơi đây của thầy. Thầy gửi vài lời tri ân và niệm ân đến quý Phật tử gần xa cùng toàn thể mạnh thường quân, tất cả các nhà hảo tâm hay những đoàn thiện nguyện, nếu có hữu duyên xem được cái video này thì hãy cố gắng phát tâm bồ đề dũng mãnh để trợ duyên cho nơi tâm bảo này, để trở thành một cái điểm sáng cho nơi đường thiền được sáng, để cho chúng sanh và tất cả những người Phật tử câu hỏi về nơi đây để tịnh tu học Phật, để thoát khỏi đường mê xa cả đường tà, để mà quay về nẻo chánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Thì hôm nay mấy anh em YouTube là phải nói là có cái duyên đến nơi đây thì ghi hình lại cũng như là cái phong cảnh ở vườn tịnh tu của thầy Thiện Phát đó, thì thầy cũng có lên tiếng. Thì hiện giờ là trong tỉnh thất thì đang thiếu thốn về đồng ngân, cho nên còn làm lỡ dở những cái nơi cho Phật tử đến để nghỉ ngơi, để tu tập. Đó. Thì đến đây để mấy anh em YouTube đến đây để quay chia sẻ lên, nếu mà các Phật tử, các nhà hảo tâm mà có duyên với Phật, có duyên với ở nơi đây thì cứ đi đến cái nơi này, thầy đã đọc cái địa chỉ rồi. Đó, hoặc là nếu các Phật tử ở xa thì nhờ anh em YouTube đến đây để làm nhịp cầu nối, để đưa thư, thì anh em YouTube sẽ sẵn lòng và rất là vui mừng khi được đón nhận tấm lòng của khán giả cũng như là các Phật tử. Đó, hy vọng cái clip này cũng mang đến cho khán giả sẽ có nhiều cái niềm vui và nhiều may mắn trong cuộc sống của mình. Cũng cảm ơn chú Thanh ở đây có mai không? Dạ. Nhà Hội Dũng TV. TV thì Nguyễn TV. Dạ. Thì cảm ơn chú Thanh, cô Mai và chú Nguyễn TV đã có một cái hành trình cũng ngắn đến đây, đúng là phát tâm để trợ duyên cho thầy, để có một cái duyên lành để thầy kết nối với những mạnh thường quân khắp mọi miền trên đất nước. Thì theo cái nhân duyên lành này, đó cũng là một cái may mắn của thầy và của mọi người để cùng nhau phát huy cái tâm đạo đức của mình và cái tâm lương thiện của mình để cống hiến cho cuộc đời và cống hiến cho chính mình. Điều quan trọng nhất, cái nơi tâm bảo được xây dựng nên trên cuộc đời này, đó là cái nơi để xây dựng những con người đạo đức hiền lành. Thì mong quý Phật tử cùng mọi người theo cái nhân duyên lành này mà phải phát tâm, không riêng một cái ngôi chùa của thầy, cái tỉnh thất của thầy, mà hãy phát tâm và hãy dũng mãnh phụng sự, hy sinh và cống hiến những ngôi tam bảo khác, để cho cuộc đời này có những con người lương thiện mang đến niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời này. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thì Lê Thanh cũng cảm ơn khán giả đã theo dõi một đoạn video này. Cũng một lần nữa kính chúc cho quý khán giả, các Phật tử, các nhà hảo tâm lúc nào cũng luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống. Và Lê Thanh cũng hẹn quý bà con những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào ạ.